Chào anh Ngọc. Chào Nam Hải. Và chào mừng các bạn đến với Audiolab Recommended Component 2022-2023. Dù chỉ gần 1 năm tuổi thôi, nhưng Audiolab chúng tôi đã rất may mắn khi được trải nghiệm hàng loạt thiết bị âm thanh. Chúng tôi đã có hàng trăm video trải nghiệm các thiết bị âm thanh audio trực tiếp ngay tại Test Lab, tại showroom của các nhà phân phối, cũng như những lần tác nghiệp thực địa tại 4 show âm thanh vừa qua. Tất cả đã mang lại cho Audiolab một lượng dữ liệu đáng kể. Trong đó thì đã có rất nhiều thiết bị để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu đậm. Đó đều là những thiết bị có chất lượng, công nghệ và âm thanh vượt trội so với tầm giá, rất xứng đáng để được giới thiệu, recommend đến với mọi người. Và đó cũng là ý tưởng để hình thành Audiolab Recommended Component. Với Audiolab Recommended Component thì chúng tôi sẽ chia ra làm 4 hạng mục. Đầu tiên là high-end audio, những thiết bị âm thanh cao cấp đáng sở hữu nhất. Tiếp theo sẽ là hi-fi audio, vẫn là những thiết bị có chất lượng âm thanh xuất sắc nhưng mức giá sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Tiếp theo, hạng mục này tôi yêu thích nhất, high-tech audio. Đây sẽ là những sản phẩm công nghệ nhưng có chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Cuối cùng là portable audio, những thiết bị âm thanh di động nhỏ gọn nhưng đáng sở hữu nhất. Nhân đây, Ngọc Trần và Nam Hải xin đại diện Audiolab gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các đại lý, các nhà phân phối đã luôn tạo điều kiện và gửi tất cả những thiết bị mới nhất, tốt nhất để Audiolab có thể tham chiếu và có được lượng kiến thức tốt để có thể đưa ra những thông tin hữu ích nhất và khách quan nhất đến cho người dùng. Ngoài ra, trong năm qua, các đơn vị cũng đã giúp chúng tôi có dịp gặp gỡ trực tiếp rất nhiều chuyên gia, kỹ sư, nhà sáng lập hãng. Những buổi trò chuyện đó đã giúp cho chúng tôi hiểu sâu hơn về triết lý, kỹ thuật, từ đó có được những đánh giá chuẩn chỉnh hơn, giúp cho độc giả của Audiolab có thể tìm kiếm được những sản phẩm đúng nhu cầu hoặc đôi khi là những món hời, những sản phẩm rất đáng đồng tiền bát gạo trong phân khúc giá. Audiolab Recommended Component sẽ được tổ chức định kỳ vào mỗi dịp cuối năm và format cũng sẽ được hoàn thiện dần theo từng năm. Thế nên Audiolab rất mong nhận được những ý kiến và đóng góp từ mọi người. Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tri ân tới tất cả những độc giả đã đồng hành với Audiolab từ những ngày đầu tiên. Và không mất thời gian nữa, bây giờ mời các bạn sẽ đến với những thiết bị đầu tiên trong chuyên mục Audiolab Recommended Component 2022-2023.